Hôm nay các bạn sẽ qua một cái bài thi vừa rồi luôn. Bữa 25 tây ha, ngày thứ bảy Noel luôn. Đề này thì là đề cũ thôi. Nó có nhiều đề trước đó cũng đã có rồi, kể cả đề giám khảo luôn nha các bạn. Thì nó nói rằng là một số người tin rằng là sinh viên đại học nên phải trả tất cả các khoản phí. Khoản phí á. Vì giáo dục đại học chỉ mang lại lợi ích cho chúng thôi, không có cho xã hội. Rồi nó hỏi mình đồng ý hay là không đồng ý. Sau khi hôm nay các bạn học xong cái bài này, mình sẽ làm được những cái bài khác luôn ha, và cái bài trúng đề luôn nghe, ba bài luôn, à hai bài tiếp theo luôn. Đó là sinh viên đại học thì kiếm được nhiều tiền hơn là người không có học đại học, cho nên là họ phải trả hết cái khoản tiền họ đã học. Thế nó giống một nửa ha, nó giống ở ký này nè. À, nó giống ở ký là phải trả khoản tiền. Nhưng mà hai lý do nó khác xíu ha. Một bên nói là chỉ mang lại lợi ích cho chúng, không cho xã hội. Thực ra nó cũng gần giống nhau, lợi ích cho chúng thì ở đây nó có nói về việc là chúng kiếm nhiều tiền hơn. Các bạn thấy hình dung được cái đề không? Thường là cái đề họ đồng thời họ ra nó gần với nhau. Từ hoàn toàn trúng đề cho đến một phần. Thực ra là hôm nay làm xong là mình xài được cái bài này. Thậm chí là bài này là có gợi ý của giám khảo luôn này. Bài này thì giám khảo chưa có viết nhưng mà có gợi ý ha. Thầy sẽ xài cái này, thầy áp dụng luôn. Và một cái bài này nữa cũng là của một giám khảo khác nữa nha. Hai bài đều là của giám khảo hết. Biết sao trúng được hai cái đề giám khảo luôn. Nhưng bài này là giám khảo có viết ha, một người khác nữa. Một số người nghĩ rằng là chính phủ nên trả tiền cho chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Nhưng mà cũng không có cái sự đồng thuận là nó có phải là trách nhiệm của chính phủ hay không. À, cái này thì cái đề này nó hơi đọc nó hơi lạ xíu. Thì thầy tóm gọn lại là một số người nghĩ rằng là mọi người có câu hỏi rằng là chính phủ có nên trả tiền cho, hoàn toàn trả tiền cho, hay là trách nhiệm của chính phủ là trả tiền cho chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Ý kiến mình là gì? Thì thật ra là cái đề này là cái đề bên Trung Quốc. Đúng là cái này của Hội đồng Anh bên Trung Quốc. Cái cách hỏi đề nó hơi khác xíu. Nhưng mà nó cũng xoay quanh. Nó cũng giống như việc là chính phủ có trách nhiệm là phải trả tiền hoàn toàn cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bạn đồng ý hay không? Nó hơi khác xíu. Bên đây là học sinh phải trả tiền. Ở đây chính phủ trả tiền. Thì thật ra nó cũng na ná với nhau. Ở cái vấn đề là chính phủ hay là người dân trả tiền. Đó, nó sẽ gần như vậy nghe các bạn. Rồi. Nhưng mà quan trọng cũng là đề Hội đồng Anh thôi. Mình chờ hết ha. Rồi quay lại. Cho nên hôm nay là khi mình làm xong bài này là áp dụng được ý. Trả lời được cho bài hôm nay luôn. Trả lời được cho bài này ha. Tại bài này nó giống tới 70% so với bài này rồi. Thực ra là bài này hôm nay thầy viết á, là thầy có áp dụng cả ý tưởng, có một phần ý tưởng của giám khảo luôn ha. Nè, thông bài 1 nè. Mở bài với thầy bài 1 thì áp dụng câu của giám khảo luôn. Đúng ra là của bài hôm nay ha, bài bên đây ha. Nhưng mà bài này thì cái đợt tới mình sẽ được làm và thầy chỉ cần nhắc lại thôi là các bạn biết viết được cái khúc trên luôn rồi. À, mình sẽ áp dụng luôn ha. Rồi. Còn hôm nay mà nói chung là xài đề nào cũng được hết. Bên đây cũng được mà bên đây cũng được từ cái bài hôm nay ha. Của giám khảo và của thầy luôn đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô ha. Thì tất nhiên là lúc mà thầy gửi cho các bạn viết, các bạn thầy sẽ gửi chỉnh một chút xíu khác so với giám khảo ha, cho dễ viết chút xíu. Rồi cái mở bài đầu tiên các bạn vẫn sẽ viết lại nguyên cái vấn đề. À, giống như cái đề mà các bạn thứ hai, hai ba hôm nay có học đó. Nói nãy nãy là viết lại cái vấn đề. Được tin rằng là sinh viên đại học nên trả hoàn toàn chi phí học phí á, rồi vì đại học chỉ mang lại lợi ích cho chúng. Thử đổi những cái từ vựng sinh viên đại học trả học phí, rồi cũng là đại học luôn, mang lại lợi ích, quen ha. Khoan, để thầy lấy một số từ vựng đầy vào luôn cho các bạn ha. Rồi, ở cách học mới khá là hay á, mình
những tư vấn này sao rồi nè, nói về vấn đề xã hội đó, lợi ích cho người dân học sinh đó, rồi sinh viên nè, xã hội y chang luôn. Rồi viết thử đây các bạn, nhưng bên cạnh đó thầy vẫn sẽ ghi tư vấn và gợi ý ha, cho bạn nào yếu.
Tourism citizen responsible for euros and years. Thing this is likely to be. The long trend. Should be supported. Okay. Tuition. Mở bài thì không cần dài quá nha. À, có câu trả lời luôn hả? Em trả lời luôn hả? Okay. You're responsible for. The respond luôn ha, ghi the luôn, trách nhiệm của một học sinh mới đúng, ghi ngược rồi. The responsibility of a student mới đúng nha, cái trách nhiệm của một học sinh. Tuition undergraduate will be responsible. Rồi, ok. Rồi, chuẩn bị câu trả lời ha các bạn. Các bạn cứ viết bình thường nhé. Thầy vẫn sửa. Student only brings. Cái này một cái điều được tin thôi ha, bé Ngân ơi. Sẽ... À, thì mét đi. Đúng rồi. Brings benefit. Only brings benefit. To themselves. Rồi. Có thêm cái chữ là không có xã hội nữa đó. Not to society. The society. Yeah, okay. Rồi bé Tuyến em ghi ngược nè. Cái chữ mà responsible for là trách nhiệm cho việc gì? À, vậy thì nếu mà đúng ra là cái câu này của em thì sẽ là chi phí học đại học là trách nhiệm của nha. Này em xài động từ the responsibility of university students ha, thêm mét vậy. Còn nếu như em nói còn cái chữ responsible for nó là ngược lại, nghĩa là trách nhiệm cho việc gì thì phải là university student are responsible for the cost of university education. Ok ha, chỉnh lại cho thầy. Cái này em viết thì cứ vậy thôi, chỉnh là thôi không sao hết. The responsibility of university students. Okay, huh? Only brings benefit to for. Okay. To, huh? Cái này các bạn cứ nhớ thường là bring benefits to. Huh? Mình xài cái từ đó cho quen luôn. Bring benefits to. Mang lợi đến. Huh? Nó là một cái cụm từ rồi. Thêm chữ only thêm. Thêm ghi rõ luôn là chỉ mang lại lợi ích ha. Brings benefits to undergraduates only, not society. Ha. Ghi rõ ra xin.
purchased. Rồi câu trả lời ha các bạn. Để thầy xong này thầy phân tích ký tưởng cho câu trả lời này. Cách học mới hiệu quả hơn rồi ha. Học xong bài này là làm được bài khác luôn. Là qua bài khác thầy thậm chí là thầy chỉ cần giảng cái thân bài mà nó yêu cầu á. Mình chỉ làm cái chỗ đó thôi. Còn cái thân bài mà nó áp dụng lại cho bài cũ thầy chỉ nhắc lại thôi, các bạn tự làm được luôn ha. Thậm chí là bữa đó mình sẽ học đỡ mệt. Mình chỉ quan trọng cái thân bài mà mình chưa biết thôi. Còn cái lập luận của thân bài nào nó giống chỉ nhắc lại thôi, các bạn về tự làm là được. Nó đỡ mất thời gian rất là nhiều và đỡ mệt ha. Với lại nhớ nữa. Nhưng mà lại nếu mà có thời gian thì tất nhiên phải ngồi lại làm chứ. Mà sao có bạn dần lên dần xuống vậy ta, đợi thầy kiểm xíu nha. Ngày mai thầy đăng lớp mới rồi thầy phải lên thầy hỏi kiểm soát lại các bạn cuối năm rồi học hành tập trung vô. Thầy dạy dễ hiểu lắm rồi đó, dạy đúng nghĩa là có nhiều gò hết rồi đó. Chịu khó là các bạn chỉ chịu xuyên thôi là xong, từ vựng là khỏi nói ra ha. À, em ghi cái phần đâu rồi ta? Cái này nè, em thêm chữ only vô. Nghĩa là giáo dục đại học chỉ mang lại lợi, chỉ mang lại lợi cho sinh viên á, vậy là only. Rồi phải một cái not to society, nghĩa là chỉ mang lại lợi ích cho sinh viên và không ha. Không cho xã hội, mình viết lại cái đề á. Only, not to society. Ok ha. À, thầy ghi thêm. Ok, thầy ghi thêm. Rồi, bây giờ mới phân tích tới cái câu trả lời ha các bạn. Cũng là cái hướng mà mình sẽ làm, mình làm luôn nè. Rồi phân tích chút xíu thầy nhắc lại cái câu trả lời ha. Ở đây cái bài nó hỏi rằng là sinh viên phải trả hết chi phí học vì chương trình học chỉ mang lại lợi sinh viên. Sao không có. Rồi ok. Bài hôm nay thầy khẳng định rằng và các bạn cũng hiểu rằng và cũng nên làm theo rằng đó là nửa phần. Có phải là quay lại cái này mình nhìn lại xíu nè. Cái giáo dục đại học mà nó khẳng định rằng là chỉ mang lại lợi ích cho sinh viên không có cho xã hội là hoàn toàn sai. Nó mang lại cho cả hai đó. Ai cũng biết ha, bản thân sinh viên tốt nghiệp xong giỏi thì liên quan tới việc làm trình độ chuyên môn tốt hơn, thu nhập cao hơn là đương nhiên rồi. Xã hội có được hưởng không? Từ cái kiến thức của nó xây dựng xã hội. Mà xây dựng như thế nào đó chúng mình sẽ nói. Hay cơ bản là ví dụ như bác sĩ nè, đó khám chữa bệnh nhân là xã hội đó. Kỹ sư xây dựng công trình cầu đường, nhà tình thương hay là gì đó. Rồi doanh nhân giỏi mang lại thu nhập lớn, tạo công việc làm cho người dân. Rất là nhiều ha. Đó, còn nhiều vấn đề mà nói lắm. Nhưng thật ra essay thì mình không cần phải nói hết. Làm rõ là được. Thầy khuyên ha, các bạn không cần nói quá nhiều. Mà xoáy sâu vào vấn đề. Nó có trình tự như các bạn hay làm rồi đó. Ý chính, giải thích, ví dụ, phản biện. Nó như vậy, nó sẽ có những câu như vậy. Thật ra là cái hướng này là hướng lập luận theo xuôi dòng các bạn dễ hiểu á. À, chứ nó không có cố định mà các bạn có thể tự do làm. Rồi, vậy thì thầy sẽ không đồng ý việc này. Thầy sẽ khẳng định và các bạn cũng hiểu luôn là các bạn cũng sẽ cùng biết trong đó các bạn hiện tại cũng là cùng ý tưởng với thầy luôn.
lợi ích cho cả hai. À, rồi quay lại đây, sinh viên đại học phải phải trả hết khoản phí. Nếu mà nói sinh viên bắt buộc phải trả hết, thầy cũng không đồng ý. Ủa? Khoan khoan. Vậy là đề này không đồng ý hoàn toàn. Ok. Đúng rồi, không đồng ý hoàn toàn thầy lộn. Không đồng ý hoàn toàn, đúng rồi. Cái này ngược lại luôn á. Sinh viên nên trả hết là giống như nó bắt buộc phải trả hết luôn rồi. Thầy không đồng ý. Các bạn cũng không đồng ý luôn. Tại vì sinh viên mà có những đứa rất là nghèo mà thấy đa số luôn đó. Đa số là không không có tiền học. Nhất là vùng sâu vùng xa học rất là giỏi nhưng mà không có tiền học. Thì đương nhiên nhà nước hỗ trợ có rất nhiều chương trình ha. Thì nếu mà bắt sinh viên trả hết là không đúng. Rồi. Những mình sẽ xoáy sâu về vấn đề là những sinh viên không thể trả được. Những đứa mà có khả năng tốt thì không nói rồi. Nhưng mà mình sẽ xoáy sâu vô giải thích cho những trường hợp, cho cái ý tưởng đó là những học sinh nghèo thì cần phải được hỗ trợ. Cần phải được hỗ trợ. Vì cái này sẽ có phản biện nha các bạn. Vì nếu không được hỗ trợ thì sẽ như thế nào? Thì từ cái như thế nào đối với bản thân sinh viên đó và từ đó sẽ dẫn tới cả xã hội luôn. À mình sẽ coi chút có ý đó ha. Rồi, sao bị rớt người ta? Có bạn nào bị nhớ nói thầy nha, để thầy biết thầy chỉnh. Đợi xíu các bạn đợi chút. Được chưa? Các bạn đợi chút. Rồi tiếp ha các bạn. Ừ, không sao bạn nó nhiêu nó bị cái đường truyền nó bị vô khó lắm. Rồi thầy nói ha. Vậy thì thật ra là cái đề hôm nay là không đồng ý hoàn toàn luôn. Thầy nhắc lại ha. Sinh viên nó kêu là sinh viên nên trả phí. Tôi không đồng hoàn toàn trả phí, tôi không đồng ý điều này. Vì mình sẽ xoáy sâu vô là những đứa mà gặp khó khăn thì như thế nào. Ừ. Mình sẽ xoay ra những trường hợp nó khó khăn như thế nào. Thì nếu mà không hỗ trợ thì hậu quả là gì cho bản thân sinh viên và xã hội. Đó, chúc mình sẽ giải thích từng cái ha. Còn ở đây nó khẳng định rằng là university thì chỉ mang lại lợi ích cho học sinh viên, không phải xã hội thì cũng như vậy không đồng ý luôn.
mang lại lợi ích cho cả hai. Có nghĩa là mình ngược lại với cái câu nói của người ta, là mà đi khác câu nói với người ta thì là độc không đồng ý ha các bạn. Rồi. Vậy thì thầy sẽ đưa ra một câu trả lời và các bạn viết thử nè. Thầy vẫn sẽ ghi gợi ý ha. Và các bạn viết thử nè. Thực ra bên bài bên dưới có rồi đó, các bạn muốn tham khảo cũng được. Ở trên đây nhiều khi thầy gửi nhưng mà thầy có thể viết khác một chút ha. Tôi không đồng ý với điều này. Vì tôi tin rằng giáo dục mang lại lợi ích cho cả sinh viên và xã hội. Và chính phủ nên cùng trách nhiệm vợ cho chi phí học đại học. Đó, ghi thử đây các bạn. Tuy nhiên tôi không đồng ý với điều này bởi vì tôi tin rằng. Đó, nó rõ cái ý tưởng của mình ha. Lĩnh vực này có nghĩa là giáo dục hay các bạn muốn nói giáo dục luôn cũng được. À, để chúng thầy ghi thêm cái chữ giáo dục đại học cho ha. Nó còn mấy cái từ đồng nghĩa nữa. Là mang lại cả lợi ích cho sinh viên hay là người trẻ cũng được. Và xã hội. Và chính phủ nên cùng cùng trách nhiệm ha, cùng hỗ trợ, cùng trách nhiệm về chi phí học đại học. Tại vì nó mang lợi ích cho xã hội mà. Cho nên chính phủ phải đi chung ha.
Rồi, in my opinion, totally. Giờ thầy mới nói mà. Due to student. Because xem phải điều tu ha, tại điều tu là hiểu ý nhớ là nó xài mệnh đề nhé, à, cụm danh từ nhé, because. Nhưng mà em nên nhấn mạnh thêm là tôi tin rằng ha, là học sinh không chỉ lấy kiến thức cho bản thân, đúng không? À, cái này em ghi nó hơi ngược xíu nãy. Sinh viên đi học đại học không chỉ cho mới đúng nha. Student attend university not only for acquiring knowledge for themselves. But also. Rồi, but also này ha. Contribute to the community. Một chữ thôi. Một trong hai thôi. Therefore, the government should be jointly responsible for the đúng không? Report if you install it. With the teacher with the bear new this statement this benefits for learner. Thực ra là responsible for education cost là đủ rồi. The education cost chi phí học. Cùng trách nhiệm ha, joint responsible for nghe Linh. Tại vì nãy thầy nói là những đứa mà có điều kiện thì có thể tự chi trả được, nhưng mà những đứa nghèo thì sao? Cùng ha, cùng chi trả. À, có higher education đúng không? Is due for a responsibility for the cost. Đa số là các bạn sau khi được gợi ý thì viết rất là tốt, nhưng mà nhớ về ôn và học lại bài nha, không là quên á. Từ sau này như các bạn thấy rồi là mình sẽ học bài này áp dụng bài kia. Vì vậy học kỹ đi, qua bài khác nhớ liền, thực hành liền, vận dụng động não liền là sẽ nhớ rất là lâu ha. Rồi, ok. Deciding government. Cái government nói là đếm được ha. À, một là the government hay là governments ha. Rồi, okay. Đừng viết tắt ha, B4 rồi. I do not agree. Ghi rõ ra university. Useful and beneficial. Generate. Jointly support education cost. À, nếu mà support thì đừng ghi jointly ha, tại vì thí dụ như trách nhiệm là sinh viên trả tiền nhưng mà chính phủ nên hỗ trợ. Rồi, ok ha. Bây giờ các bạn coi cái câu của cái này là câu của giám khảo nha các bạn. Nhiều người nghĩ rằng là chi phí học đại học là bởi là trách nhiệm của sinh viên ha. Bởi vì nó mang lại lợi ích thôi. Tuy nhiên tôi không đồng ý với nhận định này. Tôi tin rằng là giáo dục lợi ích cho cả hai. Và chính phủ nên cùng trách nhiệm cho chi phí học. À, nó chỉ vậy thôi ha. Bây giờ mới tới thân bài. Hôm nay cũng học tới thân bài 1 thôi nha các bạn. Để mình khai thác đúng đủ cái phần này. Rồi qua Tết tay ha, qua tới tay mình mới học. Cái bài chủ đề thực ra là thầy sẽ ghi trước luôn, thầy up lên các bạn nào mà chủ động được cứ làm luôn ha. Thế nào cũng sẽ hai bài này là xài được một cái thân bài trong đây. Thậm chí là bài này là xài hơn một nửa luôn á. Tiện quá ha. Thậm chí là có gợi của giám khảo luôn nè, một cái người giám khảo khác nữa nè, đó. Thậm chí các bạn có thể tự viết riêng nữa nè, thầy sẽ để ha.
cái gì của giám khảo thì để nguyên hết đó. Rồi viết nè các bạn, đợi xíu ha, thầy sẽ gửi tiếp cái phần phần bài 1. Rồi, ý chính ha. Thì như thầy nói, mình sẽ nhận định từng cái là đầu tiên mình sẽ giải thích là tại sao sinh viên, tại sao mình không đồng ý với việc là sinh viên trả hết chi phí học đại học. Thì ngay từ đầu là mình, thầy có gợi ý đó là cái vấn đề sinh viên không trả được. Chỉ đơn giản là chỉ có thể dễ hiểu rằng á, là bản thân những sinh viên đó có khó khăn. Mà sinh viên thì học thì thường là liên quan tới cả gia đình luôn, cả cha mẹ luôn. Chi phí học mà các bạn. Vì vậy nó sẽ liên quan tới việc sinh viên khó khăn ha. Rồi mình đầu tiên đưa ra ý chính ha. Rồi cái ý chính này thì thầy sẽ gửi theo ý của thầy trước đi. Chút nữa cầu giải thích các bạn thử ghi riêng các bạn dẫn đường này. Cái ý chính đầu tiên là thầy cái do cái lớp tăng cường viết cho nên thầy hướng dẫn theo cái mức nâng luôn nha, nghĩa là thầy sẽ gợi ý luôn cả những cái từ vựng nâng cho các bạn viết thử luôn. Rồi câu đầu tiên là tôi không đồng ý với việc sinh viên trả hoàn toàn học phí vì sự hỗ trợ về vốn của chính phủ ha. Sự hỗ trợ về vốn hay là hỗ trợ về tiền đó của chính phủ là mang lại lợi rất lớn cho cả học sinh lẫn cho mang lại lợi cho gia đình của những học sinh này rất là nhiều. Rồi các bạn ghi thử đi ha. Vì hỗ trợ của chính phủ sẽ mang lại những lợi ích rất lớn cho gia đình, cho sinh viên và gia đình của sinh viên. Rồi ghi thử đây các bạn.
Rồi. Current funding for education of Great Western, đúng ha. Funding support from coming. Fund thôi rồi. Education. For education support for, ha. Support in, ok, đúng rồi. Brings benefits to MS nè, những lợi ích. Dạ, cái này Chúc mới giải thích, em ghi luôn rồi. Không được. Chúc đi, mình mới giải thích, mình mới xoáy sâu những trường hợp khó khăn. Ok. Merit and difference. Rồi, thế với như viết tốt hôm trước rồi đó, ổn rồi đó. Okay. The first boy to know. À, không thể còn ghi thiếu một cái nữa. Give me firstly subsidy. Sinh viên được rồi, coi còn chịu nhờ ghi kỹ quá. Sinh viên được em. Sinh viên được. À, cái chữ phân tin đúng ha, nãy quên bạn nào thầy nói cái phân à, phân tin được ha, ok đúng rồi. Because government, à đừng ghi chữ because siêu hoa tiếng tuyến, cái này là mình đang nói ý đầu tiên ha, đừng ghi thêm ha. Cái chữ mà thầy nói là tại vì là dạng giống như là thầy đang đặt câu hỏi là ha, cái này em chỉ cần ghi là em cứ ghi câu bình thường thôi. Ừ, ý đầu tiên ha. Nãy thầy có quên một cái nữa. The first boy to know start, cái này là dẫn đầu, thay vì em nói là on the one hand cũng được. Ở dưới chút nữa thầy xài là on the other hand. Thì các bạn muốn ghi là on the one hand cũng được ha. Rồi, thầy quên ghi.
Rồi một cái ý đơn giản cho cái phần reason của mình ha, ai cũng biết. The phone is a system of common great benefit. Rồi, ok. Một cái ý đơn giản về lý do. À, thấy, các bạn đa số là thấy bữa giờ mình xài lý do rất là rõ ha. Rồi, nhận định lại nè. Ở đây mình nói là mang lại lợi ích lớn, đúng không? Hỗ trợ về tài chính là mang lại lợi ích lớn cho sinh viên và gia đình. Vậy thì cụ thể gia đình như thế nào? Và hay là sinh viên như thế nào mà chính cái việc hỗ trợ của chính phủ mang lại lợi ích lớn? Thì hồi nãy cái đầu tiết thầy có gợi ý rồi đúng không? Cho các bạn tư duy. Ngay từ đầu là thầy đã khẳng định là không đồng ý với việc là sinh viên trả hoàn toàn phí, cần phải hỗ trợ chính phủ. Vì cần phải hỗ trợ của chính phủ ha. Thực ra cái câu này các bạn viết khác cũng được, các bạn vẫn có thể ghi là sinh viên và thậm chí là gia đình của họ cần được hỗ trợ tài chính từ chính phủ cũng được nữa, rồi mình nói ra lý do y chang luôn cũng được ha các bạn. Đó là gia đình có nhiều trường hợp hay là có nhiều gia đình hay là các bạn muốn ghi là có nhiều gia đình hay là có nhiều trường hợp khó khăn này nọ đó mà gia đình không trả được học phí. À, không trả được học phí hay là họ không có đủ tiền ha. Đây là các bạn muốn ghi có nhiều ý lắm. Các bạn có thể ghi là nhiều gia đình là không thể trả học phí. À, mình muốn ghi rõ luôn là gia đình nhiều gia đình có cái khoản thu nhập hay là khoản tiết kiệm và không thể trả học phí. Cũng được, các bạn muốn ghi rõ luôn ha. Để đọc lại nè, có nhiều gia đình vì cái có nhiều gia đình không thể trả học phí hoặc là có cái khoản thu nhập hay là cái khoản tiết kiệm để học á quá ít, eo hẹp để trả học phí. Để trả một cái mức học phí quá cao ha. Một cái mức học phí quá cao cho chương trình đại học. Rồi, thầy rút gọn lại lần nữa ha, các bạn muốn viết từ vựng nào cũng được nè. Thầy đọc lại ha. Có nhiều gia đình có những cái khoản thu nhập hay là cái khoản tiết kiệm á, cái khoản dự trù á để học á quá thấp, quá eo hẹp để có thể trả những cái khoản học phí quá lớn. À, quá lớn. Từ quá lớn cho chương trình đại học. Rồi các bạn ghi thử đi.
ghi đi ha các bạn. First of all, find the system from Gammon Brink. Okay. To be specific, there are many low income family. À, còn gia đình khó khăn nữa. Rồi ghi đây ha các bạn, chuẩn bị sửa cái hai câu đầu trước ha. Để bắt đầu mình qua câu tiếp theo. Đợt sau này học đỡ mất thời gian rồi đó. The already case stuff and the budget cannot pay high. Rồi ok. Low income. Yeah, many cases. Gạch ngang là hai bên ngon. Low income family have a time. À, một cái thôi. Một là family have a tight income. Chứ ghi thêm này chi nữa. Nó thừa. Or a purchase. Một cái thôi ha, một cái thôi. Là family have a tight income. Một cái rồi bỏ chữ này nè. Rồi. Thai saving đúng không? Thai saving được rồi, hoặc là thai saving thêm mét cũng được. Một trong hai ha. Bỏ cái chữ budget luôn, tại nó giống nhau mà. And cannot như chính là ha. Pay for tuition. Salary là lương ha em. Nếu mà nói về thu nhập gia đình mình không xài salary ha. Yeah, mình xài income hay là purchase. Income, huh? This saving, không có saving money, huh? Saving. Và nó luôn, is mere. Xài vậy nè, cái chữ của thầy bên bài có đó. À, chú ý ha. Nhìn nó viết dính lại hình lịch. Không gọi là meet ha. Phí không gọi là meet. Meet là về điều kiện rồi. Afford. Pay. À, một hai cái thôi. For. Fee for ha. Chi phí cho việc gì? Fee for. Để hỏi. For the necessity. Excessive là quá mức ha.
Cái này em không xài là học phí quá mức. Nó hơi dùng cái này em cứ xài expensive. FI ghi expensive đi ha. Expensive thì biết này được không? Nó không, không rõ lắm. Em nên cứ xài expensive. Phí hay là extremely expensive, học phí cực kỳ mắc cũng được. À, expensive đi ha. Tuition. Rồi. Một chữ hả? Ý người một nó giống nhau mà. Cannot afford. Afford thôi là đủ rồi. Các bạn ghi thừa nhiều quá. Afford là pay đó. High cost. To specify. Low income. Cannot afford the cost. À, Yến viết cái này cũng đúng nhưng mà chỉnh lại xíu cho thầy là half low income. Nếu mà này danh từ thì không có gạch ngang ha. Half a low income. Half low income or tie saving. Because of formula. Rồi. Chúc về tuyến tiếp ha. Tiếp theo nha các bạn. À, coi câu giám khảo nè. Thì quên. Cái điều đầu tiên đó là hỗ trợ về tài chính của chính phủ cho giáo dục là cực kỳ tốt cho gia đình ha. Gia đình mà có đứa nhỏ, cái này thì giám khảo ghi khác xíu và xã hội. Thì gia đình và xã hội nói chung đó. Có nhiều trường hợp mà cha mẹ không trả được học phí nè. Và khoản tiết kiệm của họ là rất thấp. À, so với cái này thì giám khảo so sánh luôn. Còn thầy hồi nãy thầy gửi cho các bạn là dễ viết á. Chứ nếu mà viết so sánh được càng tốt. Khoản tiết kiệm này so với khoản học phí quá cao. Nó so sánh hai cái khoản phí nè. So với khoản phí quá cao được thu bởi giáo dục đại học. Đó, nó vậy ha. Nhưng mà thường thì đúng là thầy sẽ gửi cho các bạn dễ viết hơn. Rồi. Đây là cũng nghiêng về bất lợi ha các bạn, cũng nghiêng về bất lợi. Không thể trả học phí. À. Rồi, cái ý chính nó nằm ở đây. Không đủ tiền, không thể trả học phí. Từ đó, hậu quả là gì? Cái này thì mình sẽ suy ra một cái bất lợi rồi sau đó đưa ra cho nên làm gì. Quen ha. Các bạn nào mà học bài hôm nay là xong ha. Cái này thì giám khảo bên đây thì ghi lý do xong rồi show ha. Còn đây mình nhấn mạnh thêm cái hậu quả của nó. Hậu quả là gì? Cho nên làm gì? Hồi nãy bên lớp kia có bạn ghi luôn cả hai cái cũng được. Như sang đúng không? Hồi nãy cái bài này em cũng ghi là hậu quả rồi cho nên đúng không? Áp dụng được nè. Bài bên đây áp dụng rồi nè. Rồi các bạn sau khi đưa ra lý do cụ thể là mình đang nói về bất lợi đó. Mà đang nói về tiêu cực đó. Hay là bất lợi đó. Thì hậu quả là gì? Sau đó sẽ đưa ra. So mình nên làm gì? So mình nên làm gì? Quen quá ha. Bạn nào học đầy đủ là nhớ. Vậy thì hậu quả là gì các bạn? Nếu mà không đủ cái khoản phí thì. Nếu mà không đủ cái khoản phí thì bị cái gì các bạn? Hậu quả là gì? Rồi, thì thầy có gửi em chút xíu. Drop out đúng không? Hậu quả là chúng có thể là ngưng học hay là việc học của chúng bị đình trệ hoặc là việc đình trệ giáo dục xảy ra. Nào cũng được, tùy các bạn chọn. Nói chung bên lớp này mình khá cho nên thầy sẽ nói hết ha. Thầy sẽ gửi hết để cho các bạn làm. Việc học của chúng bị đình trệ. Hoặc là chúng bị ngưng học. À, nhiều cái lắm. Hay là việc học của chúng bị đình trệ. Rồi việc đình trệ, việc học study disruption đó, có thể xảy ra đối với học sinh. À, happen to học sinh ha.
và ảnh hưởng đến khả năng làm việc của chúng sau này. Rồi, ghi thử đi các bạn. Đơn giản ha, thực ra là thầy gửi chứ các bạn giờ có thể viết khác. Chúng không thể trả được học phí, nghĩa là chúng sẽ bị ngưng học. Thì cái chữ ngưng học của thầy nhiều đó. Việc học của chúng bị đình trệ, chúng sẽ bị ngưng học. Việc học của chúng bị đình trệ. Hoặc là việc đình trệ học xảy ra đối với sinh viên. Nói các bạn có thể làm không được ha. Chúng bị ngưng học. Việc học của chúng bị đình trệ. Việc đình trệ việc học có thể xảy ra đối với sinh viên. Và tiếp nối luôn ha. Và sinh viên đối mặt với điều này ảnh hưởng tới khả năng làm khả năng được tuyển dụng á, employability á. Khả năng được tuyển dụng cho sinh viên hay khả năng có nghề nghiệp của sinh viên. Hay là khả năng có nghề nghiệp của sinh viên bị ảnh hưởng nặng. Hoặc là nghề nghiệp của chúng sau này bị bất lợi cũng được luôn. Có nhiều ý nha các bạn. Nghề nghiệp của chúng bị bất lợi. À, nhiều hả các bạn? Rồi, ghi thử đi các bạn.
Rồi, ok ha. Rồi cho ông kẹp để thầy giảng thêm khúc kia đi, thứ năm mà biết tiếp bình thường ha. Tại này từ vựng hơi nhiều. Ok, này cũng hay nè, khá là hay. Stagnation, education. Tính nhân ăn nhảy bén nhưng học tốt. To work later. Nhưng mà từ này có thầy, từ này thầy cũng hay xài, nãy thầy quên ghi, để thầy ghi vô. Education stagnation. Ok, đúng rồi đó. Drop out of school ha. Ghi rõ ra, drop out of school. Amount to the civilization the story. Hay nè. You'll likely encounter creative risks. Suspense. À, cái này thì bé Tuyến, cái này sử dụng động từ ha Tuyến. Tại vì they are bị trì hoãn. They are suspended. Đi đi ha. Suspend from university education. They are suspend from university education. Lose chứ không là lost nha. Lose. Lost nó là bị động. Nó là quá khứ mà. Can lose. L. S-A. Hỏi nè. Job opportunity in the future. The future. Can impact the job for the team. Okay. Inconsequent. It is recognized as the little racing. They are a lot to renounce. Chiếc này hơi rộng ha. Này mình chỉ cần xoáy sâu vô mấy đứa này thôi, như là không cần gì tới literacy dữ vậy. Xoáy sâu vô cái trường hợp là mấy đứa này nó sẽ gặp phải là gì? Viết vậy là nó hơi bị xa đề á. Em viết sát cái vấn đề là được. Mà đang nói về bất lợi của những đứa này mà. Ha. Còn này em đang nói về nghiêng về xã hội luôn rồi. Không cần ha. Mấy đứa này thì nó bị thôi. Mà đang nói mấy đứa này là bất lợi trong công việc sau này. Trigger. Hay nè. Student employability. Rồi, tốt ha. Chắc không kịp đâu. Cho nên cái này bữa sau mình sẽ viết tiếp. Nó còn cái phần câu phản biện nữa. Ha, cái câu cho nên phải làm gì đúng không? Bất thường cái bất lợi mà đưa ra lý do và hậu quả xong mình sẽ suy ra cho nên phải làm gì. Nó giống như cái bài này mình học đó ha. Y chang luôn. Và bữa bữa sau mình viết cái này đi ha. Tại vì cái này cũng khá là quan trọng cho nên bữa đó mình viết luôn rồi mình sẽ xuống thân bài 2. Còn kết bài các bạn có thể tự viết được rồi. Rồi, quan trọng là thân bài ha, mở bài và thân bài. Kết bài thì thầy gửi có thể các bạn giờ có thể viết cách khác cũng được. Chỉ đơn giản là tóm lại vấn đề thôi. As a result of learning postmodern. Đợi xíu ha, để thầy ghi lại từ vựng cho một số bạn cái. Employer. Learning postmodern. À, cái này tới hậu quả rồi. Thật ra cái chữ này nó cũng tương đương với chữ as a result á, mà dạng cái này em nên nói nó là bất lợi ha. Còn này tới hậu quả lận thì nó hơi nặng. Disadvantage là được rồi. Consequence hơi nặng. Job, ok. Disadvantage được. Cái chữ particularly nó dạng giống như ví dụ thôi ha. Cái này thầy nghĩ là em không, em đừng ghi như vậy, em chỉ ghi là bởi vì đi, as liên từ liên kết hai mệnh đề, bởi vì những người này có thể ha, những employer này có thể ha, as employer can, thì đừng ghi này, cái này nó không có liên kết hai mệnh đề nha, này dạng giống như là such as vậy đó, không có liên kết hai mệnh đề ha, em chỉ ghi là and thôi, hoặc là as bởi vì. Rồi, ok. Chờ xíu để thầy ghi lại từ vựng của hai bạn này.
Rồi được ha các bạn. Thì bữa sau mình sẽ viết tiếp cái khúc này, tại nó cũng quan trọng cho nên cái bạn về coi trước cũng được, coi kỹ hai cái này ha. Bữa đó mình sẽ viết luôn cho nó đủ luôn nha. Và tuần sau Tết là mình sẽ viết qua cái đề này, thì thầy nói một điều chắc rằng là bữa này mình sẽ viết nhanh hơn vì nó sẽ có một khổ y chang luôn. Thì cái khổ y chang có thể không cần viết, mà mình chỉ quan trọng là viết cái ý mới của nó thôi, còn cái khổ y chang về các bạn tự viết. Nó cách áp dụng mới đó, các bạn biết được cách mình làm là gì luôn rồi. Và về tự viết được thôi, bao gồm tất cả những từ vựng nãy giờ mình viết đó. Thì lại giống như lấy bên này bên kia thôi, chỉnh lại xíu. Hay là bạn muốn đổi từ vựng cũng được. Nó sẽ liên quan tới việc là chúng bắt cái vấn đề được nói là sinh viên bắt buộc phải trả hết tiền học. Thì mình vẫn phản biện lại là chính phủ nên hỗ trợ, cũng liên quan tới vấn đề này ha. Chị chàng. Các bạn hiểu được cách học hơn ha. Thậm chí là giám khảo có nói luôn này. À đâu mất tiền. Đó, giám khảo này giám khảo khác nữa nha. Còn cái bài hôm nay là giám khảo khác nữa. Nhưng mà ý y chang luôn. Nè. Giải thích tại sao nè, không nên trả hết phí này đó. Quá mắc nè, giám khảo này xài từ đơn giản luôn. Đó, deter nè, đó. Ngăn chặn nè, đình trệ nãy thầy nói đó. Từ việc học nè. Rồi gặp nợ nữa nè. Không đề cập tới nợ luôn nè. Rồi, thậm chí mình còn phản biện lại câu là những đứa này nó sẽ đóng góp lại cho chính phủ nè. Nó sẽ trả bằng cái thuế á. Bên nước ngoài nó có cái vụ là trả học phí bằng cái thuế á. Cái này các bạn biết ha. Đưa ra giải pháp luôn nè, là có thể trả lại được mà. Rất là hay ha. Có thể trả lại được mà. Mốt đi làm trả lại thôi, có gì đâu, chính phủ hỗ trợ đi. Hơi bị hay vậy. Nói chung giám khảo ông nào với cũng cứng á. Có mình là hơi cô ấp thôi. Rồi, vậy xong rồi các bạn. Bữa sau viết tiếp. Học kiểu này có động não hơn trước và cảm hứng tốt hơn trước. Tại vì mình nắm mình hiểu so với trước hơn nhiều rồi. Rồi, vậy xong rồi các bạn.